Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ai bệnh được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review sách Tư duy ngôn ngữ. Sách Tư duy ngôn ngữ này của mình là loại sách tập đánh vần tiếng Việt. Bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông thạo. Quyển sách này dành cho bé từ 4 đến 6 tuổi, là những cái bé tầm mẫu giáo đến chuẩn bị lên lớp 1 đang học các chữ cái và học đánh vần. Còn đây, bên trong mỗi cuốn sách là sẽ có những cái vần ghép như thế này. Ví dụ như đây là bò A, ba, bò O, bo, giúp các con có thể là học từ những cái từ ghép đơn giản nhất đến những cái vần nhiều chữ. Những chữ ghép nhiều hơn và được vẽ với rất nhiều màu sắc để cho các con có thể hứng thú hơn trong việc học tập. Con xin cảm ơn ba nhiều về tình thương của ba dành cho con. Vậy bây giờ ba muốn con làm cho ba việc gì? Ông bố nhìn thẳng vào mắt con trai. Chuyện này ba yêu cầu con làm cũng chẳng khó khăn gì. Con hãy đổ ngay ly nước mà con vừa cố tình pha quá liều cho ba đi. Vì với liều thuốc đó mà ba uống vào thì chỉ trong vòng 5 phút ba sẽ được chết ngay. Một bà mẹ dắt đứa con tới phòng mạch một bác sĩ về phân tâm học để nhờ bác sĩ chữa trị. Vì cô bé này cứ tưởng tượng cô là một con gà mái nên có những hành động. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hiếu khách kiểu Mỹ được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review túi bánh tráng. Túi bánh tráng này là của bên Tuyết My họ sản xuất. Và ngày sản xuất là mùng 5 tháng 1 năm 2024. Và hết hạn sử dụng là 60 ngày từ ngày sản xuất. Trong một cái món bánh tráng này của mình sẽ gồm có bò khô, hành lá khô và đây là tôm. Bên cái chỗ phần túi này sẽ có một cái lớp bánh tráng. Khi chúng ta mua về chúng ta chỉ cần lộn đều lên, một đều những nguyên liệu để lên và chúng ta đã có ngay một cái món bánh tráng rất là ngon. Bà lão y lời bà tiên lấy cành hoa quay mấy vòng thì đột nhiên bà lão thay hình đổi dạng trở thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Bà tiên lại hỏi còn điều thứ hai. Còn điều thứ hai, tôi muốn con mèo đen nó làm bạn với tôi bấy lâu nay sẽ trở thành một gã thanh niên trắng trẻo. Được rồi, ta sẽ giúp cho bà nhà ngươi được như ước mơ. Nói rồi bà tiên bèn chút bình hồ lô. Trong bình bay ra 100 bông hoa hồng bao phủ con mèo đen. Đột nhiên con mèo đen biến thành một chàng trai xinh đẹp so với bà hiện giờ rất xứng lứa của đôi.
Bà Tiên lại hỏi: "Còn điều thứ ba, thưa bà, con muốn có một người chồng xứng đôi vừa lứa để không bị cô đơn, lạnh lẽo, phòng không chiếu bóng." "Được, ta sẽ giúp cho nhà ngươi." Nói rồi bà Tiên biến mất. Bấy giờ vào Lập Đông, chàng trai kia và cô gái được bà Tiên biến cho đẹp, rồi mỗi người ra đi mỗi ngả. Chàng trai trở thành một trang tuấn tú, anh tài nàng vẫn phòng không. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Nói Dối, được nằm trong cuốn sách Xưa Và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.